Em hôm nay chúng ta sẽ học về anh chàng nào đây nha? Rồi, bây giờ cùng học về Iguanodon nha các bạn. Iguanodon. Đọc lại nha. Iguanodon. Iguanodon. Anh chàng này nặng bao nhiêu ta? Anh nặng bằng hai chiếc xe hơi đó các bạn. Và nó dài bằng một chiếc xe buýt nha. Rất là dài ha. Anh chàng này, tên của anh ta có nghĩa là răng của iguana. Bởi vì lúc người ta tìm thấy cái răng đầu tiên, người ta tưởng đó là của một loại thằn lằn khổng lồ như là iguana vậy đó. À, nó được tìm thấy ở Mỹ ha, và được tìm thấy cùng với 34 con khác cùng loại. Điều này chứng tỏ là Iguanodon nó đi theo bầy ha. Và nó có thể đi bằng hai chân hoặc là bốn chân luôn nha các bạn. Nhìn kỹ vào bàn tay của nó coi. À, nó có cái ngón cái giống như của con người vậy đó. Hay không? Đó, giống như y chang như ngón cái của con người. Khi người ta tìm thấy cái ngón tay đó, người ta tưởng nó nằm ở trên mũi chứ, tưởng một cái sừng trên mũi, mà không phải đâu. Nó nằm trên tay ha, và nó giúp Iguanodon chống trả lại những con thú săn mồi. À, và nó cũng có cái ngón út rất là linh hoạt giống như ngón út của mình luôn, và để giúp nó cầm nắm mấy cái lá để ăn cho dễ hơn ha. Này được tìm thấy ở Bỉ, ở Tây Ban Nha, ở châu Âu, Mỹ và cả châu Phi nữa. Nó sống cách đây 125 triệu năm, tức là vào kỷ phấn trắng đó các bạn, và vào cùng thời gian với lại Baryonyxa, một loại khủng long ăn cá. Hôm nay chúng ta đã học được gì nè? Nó nặng bằng hai chiếc xe hơi, dài bằng một chiếc xe buýt đúng không? Tên của nó có nghĩa là cái răng của iguana, bởi vì người ta tưởng rằng cái răng của nó là của một loại thằn lằn khổng lồ. Nó được tìm thấy ở Bỉ ha, cùng với 34 con khác cùng bầy luôn. À, nó có thể đứng trên hai chân hoặc bốn chân. Cái ngón cái của nó rất lớn và giống y chang như ngón tay của người ha. Và người ta tưởng rằng cái ngón tay đó nó nằm ở trên lỗ mũi chứ, nhưng mà không phải nha. Và cái ngón út của nó cũng cực kỳ linh hoạt, giúp nó cầm nắm cái thức ăn dễ dàng. Nó được tìm thấy ở Bỉ, ở Tây Ban Nha, ở châu Âu, ở Mỹ và ở châu Phi, và sống cách đây 125 triệu năm vào kỷ phấn trắng. Hy vọng rằng các bạn thích với những kiến thức mới học về Iguanodon ha. Và nếu muốn có những kiến thức thú vị hơn thì nhớ bấm subscribe ha. Học viện khủng long sẽ trở lại với các bạn với rất nhiều kiến thức thú vị về khủng long. Bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau ha. Iguanodon sẽ trở lại cùng với những loài khủng long khác. Bye bye.